Đêm đen giữa núi rừng, trong tiếng gió rít và cơn mưa lạnh buốt, có những bí ẩn chưa bao giờ được giải đáp. Hùng, một người đàn ông tưởng chừng vô hại, vô tình mắc phải lời nguyền kinh hoàng. Anh ta chỉ muốn quên đi những sai lầm của quá khứ và tìm lại cuộc sống bình yên, nhưng oan nghiệt không buông tha. Đằng sau mỗi giấc mơ, mỗi đêm đau đớn quằn quại là cái giá phải trả cho lòng tham và sự phản bội. Hãy cùng Phương Gia Audio bước vào câu chuyện đầy ám ảnh này để khám phá một thế giới tăm tối, nơi mà nghiệp báo và hận thù đan xen như một tấm lưới khổng lồ, bùa vây lấy kẻ tội đồ. Ngoài cửa sổ, gió rít từng hồi lạnh buốt. Tán cây ngoài kia oằn mình theo từng cơn gió, kêu kẹt kẹt nghe mà rợn người. Hùng châm mạnh điếu thuốc, rít một hơi dài rồi gạt tàn, khuôn mặt gầy gò trắng bệch. Trời đang lạnh nhưng trên trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Cơn đau bất ngờ ập đến, anh ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ngồi lì trong đó với vẻ mặt đau đớn. Cơn đau thắt ruột gan như có hàng trăm mũi kim đâm từng nhát vào bụng, làm anh gần như không kìm được. Nhưng kỳ lạ, khi đã vào nhà vệ sinh thì anh lại không thể giải quyết được gì. Một lúc sau, cơn đau dịu đi, Hùng khẽ rên rỉ, đứng dậy kéo quần và chuẩn bị bước ra thì cơn đau lại bất ngờ ập tới, mạnh hơn lần trước. Mồ hôi tứa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh anh đang mặc. Ruột gan như bị ai đó xoắn nát, từng giọt lệ từ từ chảy ra ở khóe mắt. Cảm giác vừa đau đớn, vừa uất hận không thể diễn tả bằng lời. À, Hùng khẽ rên, vặn vẹo, mở to miệng, hai tròng mắt trợn ngược, nước mắt và nước mũi trào ra không ngừng. Cơ thể anh run lẩy bẩy, đau đến mức tưởng như có thanh sắt nóng đỏ đâm sâu vào ruột gan. Anh gần như khuỵu xuống khi bất giác nhận ra trong phân có lẫn chất lỏng sền sệt, đỏ tươi và tanh ngọt. Hùng cố lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, lòng đầy hoang mang và lo lắng. Mấy hôm nay, anh không rõ vì sao bụng cứ đau ngầm ngầm. Hễ ăn vào thứ gì là cơn đau lại ập tới. Ban đầu chỉ là đầy hơi nhẹ thoáng qua, Hùng cứ nghĩ đó là do tiêu hóa kém. Nhưng rồi mọi thứ ngày càng tệ, hôm nay lại còn ra cả máu. Chán nản, anh lôi điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ, mặc kệ sếp có đọc hay đồng ý hay không. Những đợt gió mạnh thổi qua, vài tia chớp lói lên chói lọi, trời mưa phùn liên tục. Trong nhà, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Tiếng lộp cộp như ai đó đang đi lại ngoài cửa, nhưng Hùng không để ý, chỉ nghĩ có người qua đường. Tuy nhiên, âm thanh lại càng ngày càng dồn dập, kèm theo tiếng cào cửa ken két, khiến Hùng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Trong làn gió thổi mạnh, dường như có ai đó khẽ gọi tên anh. Hùng ơi, Hùng ơi, mở cửa cho em với, em lạnh quá. Hùng nhăn mặt, bóp trán, cố lắc đầu cho tỉnh táo, tự nhủ rằng chỉ là tiếng gió rít ngoài cửa sổ và cành cây đập vào nhau mà thôi. Nhưng tiếng gọi đó vẫn vang lên đầy u ám, mỗi lúc một rõ hơn. Đang không muốn gặp ai, Hùng cáu kỉnh đứng dậy, lê lết ra ngoài cửa. Nhưng khi anh vừa đến gần, mọi âm thanh bỗng dưng im bặt. Không còn tiếng gió, tiếng mưa hay tiếng cào cửa, mọi thứ yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hùng run sợ, định quay lại thì bất ngờ cánh cửa bật tung ra. Bóng tối ập đến phủ kín căn phòng, không khí lạnh buốt tràn ngập. Hùng có thể ngửi thấy mùi hôi thối xộc lên từ ngoài, lan vào khắp nơi. Lạnh quá, chân tay Hùng run rẩy tê cứng, không thể nhấc nổi một bước. Cả người anh đổ sụp xuống nền đất lạnh ngắt, cố thét lên cầu cứu, nhưng không thể thốt thành tiếng. Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, anh nghe rõ tiếng gió gào rít ngoài cửa, kèm theo đó là mùi hôi thối kinh khủng. Hùng há to miệng thở hổn hển, cố hít lấy không khí, nhưng càng thở, anh càng lợm giọng. Mùi tanh của thứ gì đó khiến anh muốn nôn ra. Hùng gập người lại, liên tục nôn khan, nhưng bụng trống không, chẳng còn gì để nôn ra. Trong đầu óc rối bời và ngập tràn sợ hãi, Hùng ngước lên nhìn vào khoảng không đen sì trước mắt, nhưng muốn tìm kiếm một tia sáng nào đó để thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là bóng tối lạnh lẽo. Trong làn gió rét buốt, anh nghe tiếng cười lạnh, người văng vẳng bên tai. Một luồng khí lạnh từ dưới xương cột bò dần lên phía gáy, mỗi nhịp nhích lên một chút như một con rắn đang lẻn vào cơ thể anh. Chợt một dải lụa đỏ bỗng dưng phủ lên mắt anh, khiến anh phải nhắm mắt lại rồi mở ra. Nhưng ngay trước mắt, Hùng thấy một chiếc lưỡi đỏ thẫm, dài lòng thòng đang nhỏ máu đung đưa ngay trước trán mình. Hùng kinh hãi, cố lùi lại để né tránh chiếc lưỡi ghê rợn đang lủng lẳng trước mặt. Nhưng một bàn tay lạnh buốt, cứng như thép đã giữ chặt lấy cổ áo anh, khiến anh không thể nhúc nhích. Hùng cảm giác cơ thể mình đang cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả áo.
Mắt anh hoa lên, nhòe nhòe trong cơn hoảng loạn. Ngay trước khi anh kịp ngất đi, một khuôn mặt tím bầm với những vết lở loét chi chít đầy máu hiện ra ngay trước mặt. Cúi sát đến mức Hùng cảm nhận được mùi tanh bẩn bẩn nồng nặc. Chiếc lưỡi đỏ dài của cái xác ấy liếm dọc trên mặt Hùng, để lại trên da anh một lớp nhầy nhựa tanh tưởi. Hùng sợ hãi cực độ, cố nôn thốc nôn tháo, muốn thoát khỏi thứ kinh tởm đang bám dính lấy mình, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia vẫn bám chặt, không buông tha. Một tiếng sấm chói tai vang lên phá tan sự yên lặng đến đáng sợ. Cửa kính cửa sổ rung lên bần bật, nứt vỡ từng mảnh. Hùng choàng tỉnh, nhận ra mình đang nằm vật vờ trên chiếc giường, tay vẫn còn cầm điếu thuốc cháy dở. Đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt lạ, nhưng mặt mày lại có cảm giác nhơn nhớt, mùi tanh tưởi còn ám trong không khí. Hùng đưa tay chạm lên đầu, thấy một lớp chất lỏng nhầy nhụa dính đầy trên tóc và da mặt. Vừa hoang mang vừa mệt mỏi, Hùng bước vào nhà tắm, xối nước lên người để gột rửa cái cảm giác ghê tởm. Nhưng dù trà sát bao nhiêu, cái mùi tanh tưởi ấy như đã ngấm vào da thịt anh, không thể nào rửa sạch được. Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, gió rít từng cơn đập vào cửa sổ. Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối u ám, mỗi góc tường đều nhuốm vẻ lạnh lẽo và ám ảnh khó tả. Sau khi cố tắm rửa, Hùng cảm thấy trong lòng vẫn bất an, một nỗi sợ hãi vô hình khiến anh không thể ở lại căn nhà thêm phút nào nữa. Trời mưa phùn lất phất, Hùng quyết định lái xe đi kiểm tra sức khỏe vì tình trạng đau bụng dai dẳng. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng đường ruột và dạ dày của Hùng hoàn toàn bình thường. Dù vậy, mỗi khi ăn uống, anh vẫn bị đau quặn thắt, khiến anh không dám ăn gì nhiều ngày liền. Cơn đói khiến anh mệt lả, nhưng ký ức về nỗi đau bụng khủng khiếp khiến anh không dám đụng tới bất kỳ thức ăn nào. Với tình trạng kiệt sức và không rõ nguyên nhân, Hùng nằm vật ra giường trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Đang thiếp đi, Hùng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu thoang thoảng bay vào mũi. Mở mắt ra, anh thấy trước mặt là tấm lưng trần của một cô gái. Mái tóc dài, ống ả và tỏa hương ngào ngạt mang lại cảm giác quyến rũ đến mê hoặc. Hùng giật mình, thầm tự hỏi cô gái này là ai và làm sao cô lại xuất hiện trong phòng của mình. Cô gái không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng, đôi môi khẽ nở nụ cười bí ẩn. Không kìm lòng được, Hùng tiến đến gần và trao cho cô gái một nụ hôn. Trong lúc đôi lưỡi quấn lấy nhau, bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến anh run lên. Bên tai vang lên một tiếng cười man dở. Mày sẽ phải chết trong đau đớn, đồ bội bạc. Nghe tiếng cười lạnh người, Hùng choàng tỉnh, nhận ra trước mặt không phải là một cô gái xinh đẹp, mà là một cái xác đã phân hủy nặng, gương mặt tím đen, lở loét. Chiếc lưỡi của cái xác dài ngoằng, nhầy nhụa máu đỏ, vẫn đang quấn chặt lấy lưỡi Hùng. Anh kinh hãi, cố đẩy cái xác ra xa, nhưng đôi tay lạnh buốt như băng của nó bám chặt vào cơ thể anh, không để anh trốn thoát. Mùi hôi thối và máu tanh lan tràn, khiến Hùng buồn nôn dữ dội. Cảm giác như từng đoạn ruột gan anh đang bị đè nén, lôi kéo, hành hạ không thương tiếc. Cuối cùng, Hùng ngất đi trong nỗi kinh hoàng tận cùng. Lúc tỉnh dậy, anh nằm bất động trên giường, không còn biết rõ là thật hay mơ. Thân thể anh đẫm mồ hôi, đầu óc trống rỗng, miệng vẫn còn cảm giác nhầy nhụa ghê rợn. Sau cơn ác mộng kinh hoàng, Hùng cố trấn tĩnh lại, nhưng sự bất an vẫn chưa biến mất. Cả người đau nhức, anh lặng lẽ nhìn quanh căn phòng tối tăm. Mọi thứ vẫn trống vắng như chưa từng có ai xuất hiện. Hùng mở cửa sổ, gió đêm thổi vào, mang theo làn hơi ẩm lạnh buốt. Đứng ngây người nhìn ra ngoài, Hùng thầm nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, cảm giác nhầy nhụa và mùi tanh vẫn bám trên cơ thể anh, khiến anh không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh. Sáng hôm sau, cơn đói hành hạ Hùng mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhưng anh không dám ăn gì, sợ sẽ bị cơn đau hành hạ như những ngày trước. Với đôi mắt thâm quầng, thân thể gầy rộc, Hùng lê bước ra khỏi nhà, tìm đến bệnh viện để kiểm tra lại một lần nữa. Bác sĩ lại thông báo mọi thứ trong cơ thể anh hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu nhiễm khuẩn hay bệnh lý gì. Bối rối và thất vọng, Hùng tự nhủ rằng có lẽ tất cả chỉ là vấn đề tâm lý. Đêm tiếp theo, Hùng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mê, anh thấy mình đứng trên con đường mòn trong rừng sâu, ánh trăng chiếu xuống mờ ảo. Anh bước đi, lòng đầy lo lắng, cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Đột nhiên, phía trước hiện lên một bóng người, mặc đồ trắng toát, tóc xõa rũ rượi. Cô gái với gương mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm tiến đến gần, nhìn anh với ánh mắt căm phẫn.
Hùng hoảng sợ, muốn bỏ chạy nhưng đôi chân không thể cử động. Cô gái tiến đến gần, khẽ mở miệng nói bằng giọng rền rĩ. Anh phản bội tôi, anh sẽ phải trả giá. Đôi mắt cô trào ra dòng lệ máu, khuôn mặt lạnh băng, lộ ra nỗi oán hận sâu đậm. Hùng nghẹn thở, cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể anh đang đóng băng. Cô gái vươn đôi tay gầy gò, nứt nẻ bám lấy vai Hùng, siết chặt đến mức anh thấy từng khúc xương như muốn gãy nát. Hùng choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi. Đầu óc quay cuồng, anh đưa tay lên sờ cổ, cảm thấy vẫn còn cảm giác nhức nhối của đôi tay lạnh giá kia. Đứng dậy, Hùng nhìn quanh căn phòng, cảm giác cô độc và sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh ngồi bần thần, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng sự dày vò này. Những hình ảnh mờ ảo về một mối tình nơi núi rừng hiện lên, lẫn trong đó là gương mặt của một cô gái anh đã bỏ rơi, cùng ánh mắt đau đớn, chất chứa hận thù. Nỗi ám ảnh đeo bám không dứt. Hùng quyết định tìm đến một vị thầy nổi tiếng, mong rằng có thể hóa giải được vận hạn mà anh đang gặp phải. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như anh tưởng. Hùng tìm đến một ngôi chùa nằm sâu trong núi, nơi mà người ta nói có vị sư thầy nổi tiếng về việc hóa giải bùa ngải và tà ma. Sau nhiều ngày lang thang và hỏi đường, anh cũng đến được nơi cần đến. Ngôi chùa trầm mặc và cổ kính, bao quanh là những hàng cây cao lớn như che giấu một bí ẩn không thể nhìn thấu. Hùng cảm thấy chút an ủi khi bước vào đây, hy vọng có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh dai dẳng. Khi nghe Hùng kể lại mọi chuyện, vị sư thầy chỉ im lặng, đôi mắt trầm tư nhìn xa xăm. Một lát sau, ông khẽ gật đầu, bảo rằng những điều Hùng gặp phải không phải là ngẫu nhiên, mà là nghiệp báo. Sư thầy giải thích rằng sự phản bội, đặc biệt là khi lòng tin và tình cảm bị phá vỡ, tạo nên một nghiệp xấu rất nặng. Linh hồn người bị phản bội dễ trở thành oan hồn với lòng hận thù sâu sắc, kéo theo oán khí không tan. Nghe sư thầy nói, Hùng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sư thầy tiếp tục, muốn giải nghiệp, con phải thành tâm sám hối. Con cần tự mình tìm đến nơi mà con đã gây nên nỗi đau đó, xin sự tha thứ và giúp linh hồn cô ấy siêu thoát. Lời dặn dò của sư thầy rất rõ ràng, nhưng cũng khiến Hùng cảm thấy rùng mình. Anh không ngờ rằng phải quay lại nơi núi rừng hiểm trở ấy, đối mặt với người con gái mà anh đã bỏ rơi. Không còn lựa chọn nào khác, Hùng quyết định sẽ làm theo lời sư thầy. Anh chuẩn bị đồ đạc và một số lễ vật như vàng mã, tiền giấy, thẻ hương để làm lễ xin lỗi. Hùng quay lại ngôi làng nơi anh từng sinh sống cùng cô gái. Đường đi xa xôi và càng gần đến nơi, anh càng cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Khi đến nơi, trời đã tối. Hùng tìm đến gốc cây nơi cô gái đã tự vẫn, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Hùng đặt lễ vật xuống, đốt hương và khẽ gọi tên cô gái. Gió thổi từng cơn rít lên, cây cối xung quanh lay động trong bóng đêm, như thể linh hồn cô gái đang đáp lại lời anh. Hùng quỳ xuống, thành tâm xin lỗi và hứa sẽ chuộc lại lỗi lầm. Anh cầu mong cô gái tha thứ và yên nghỉ để anh có thể sống một cuộc đời bình an. Một hồi lâu, anh cảm thấy mọi thứ như tĩnh lặng lại, không còn tiếng gió rít hay sự lạnh lẽo bùa vây. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối, tiếng cười vang vọng và lạnh lẽo. Đôi mắt Hùng tối sầm lại, anh ngất lịm giữa khu rừng hoang vắng. Trong tâm trí chỉ còn lại ánh mắt đầy oán hận của cô gái. Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy giữa những tia nắng len qua tán cây. Đầu óc vẫn mơ hồ với cơn ác mộng đêm qua. Anh thấy mình nằm dưới gốc cây, xung quanh là lễ vật đã cháy hết. Dường như có một cảm giác nhẹ nhõm, như thể gánh nặng nào đó đã rời khỏi vai anh. Hùng cố trấn tĩnh, đứng dậy và lặng lẽ quay lại ngôi làng. Trên đường về, Hùng gặp một cụ già ngồi bên vệ đường, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh đầy bí ẩn. Cụ già gọi Hùng lại khẽ bảo, oan có đầu, nợ có chủ. Con đã xin lỗi, nhưng lòng thù hận chưa chắc đã tan. Có những chuyện không thể hóa giải chỉ bằng một lời xin lỗi. Hùng giật mình, hỏi cụ già ý nghĩa lời nói ấy. Nhưng cụ chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi, hòa vào dòng người như chưa từng xuất hiện. Dù lời cụ già khiến Hùng không khỏi bất an, anh vẫn cố trấn tĩnh và tự nhủ rằng mình đã làm những gì có thể. Trở lại cuộc sống thường nhật, Hùng dần cảm thấy mọi thứ bình yên hơn. Các cơn đau dạ dày không còn hành hạ anh dữ dội, nhưng ám ảnh, hình ảnh về cô gái cũng không còn xuất hiện nhiều trong giấc mơ. Thế nhưng, vào một đêm mưa gió, khi Hùng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng khóc của một đứa trẻ bỗng vang lên ngoài cửa. Tiếng khóc nghe ai oán, đau thương, kéo dài suốt đêm. Cảm giác rợn người như năm nào lại quay trở lại. Hùng thấy bàn tay lạnh ngắt của mình run lên
Bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng một bóng người đứng đó, mái tóc dài ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống nền đất như dòng máu đỏ tươi. Hùng run rẩy, từng bước lùi lại, đến khi tựa lưng vào tường, ánh mắt không dám rời khỏi bóng đen bên ngoài cửa sổ. Bóng người ấy dần biến mất trong màn mưa, nhưng Hùng biết lần này anh không chỉ đối diện với sự trừng phạt của một linh hồn, mà là sự trừng phạt của chính nghiệp báo mà anh đã gieo. Hùng cố gắng lờ đi những dấu hiệu kỳ lạ và tiếp tục cuộc sống. Nhưng những tiếng khóc đêm càng ngày càng rõ hơn và dần dần không chỉ có tiếng khóc mà còn là tiếng gọi thảm thiết. Hùng ơi, sao bỏ em mà đi? Những lời nói đó khiến Hùng lạnh sống lưng. Anh trở nên gầy yếu, thân sắc ngày càng tiều tụy. Một đêm khuya, không thể chịu đựng nổi tiếng gọi, Hùng mở cửa chạy ra ngoài, đứng trong màn mưa tìm kiếm bóng người đang gọi tên anh. Trong ánh chớp lóe sáng, anh nhận ra hình bóng người con gái anh từng phản bội đang đứng bên kia đường. Cô mặc bộ váy trắng, mái tóc rủ xuống, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn thẳng vào anh. Em tha thứ cho anh đi, anh sai rồi. Hùng lắp bắp, tiếng nói của anh run lên giữa màn mưa. Cô gái im lặng, nhưng ánh mắt càng trở nên sắc lạnh. Đột nhiên, cô giơ tay lên và từ lòng bàn tay cô, máu chảy ra ròng ròng. Hùng sợ hãi, định quay đầu chạy, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Cô gái chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt xoáy sâu vào Hùng, như muốn lấy đi cả linh hồn của anh. Anh sẽ mãi mãi không được yên, giọng cô gái vang lên, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy căm hận. Anh đã lấy đi tất cả của em sẽ lấy lại tất cả từ anh. Hùng bật dậy khỏi cơn ác mộng, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng ngay cả khi đã tỉnh, bóng hình cô gái vẫn như bao phủ căn phòng anh, tiếng thì thầm vang vọng không ngừng trong tâm trí. Anh sẽ phải trả giá. Từ đó trở đi, Hùng chìm trong bóng tối của ác mộng và hối hận, như bị bao phủ bởi màn đêm mà không thể thoát ra. Sau đêm đó, tình trạng của Hùng ngày càng tệ đi. Những cơn ác mộng và ảo giác đeo bám anh cả ngày lẫn đêm. Cảm giác oán hận của cô gái ngày càng hiện hữu rõ rệt, như muốn nuốt chửng Hùng. Anh trở nên hốc hác, gầy rộc, đôi mắt trũng sâu và ngây dại, luôn nhìn quanh như thể sợ ai đó đứng phía sau. Hùng sợ bóng tối, nhưng cũng không dám bước ra nơi có ánh sáng. Mỗi khi nhìn vào gương, anh thấy bóng hình của cô gái đằng sau mình, đôi mắt đầy máu và lệ rơi từng giọt đỏ thẫm. Cứ mỗi đêm, anh lại nghe tiếng chân bước lộp cộp, tiếng khóc than khe khẽ, rồi tiếng cào cửa như muốn xé nát căn phòng anh ở. Không ai hiểu được nỗi sợ hãi của Hùng, nhưng không ai dám đến gần anh nữa. Người ta chỉ biết Hùng gào thét mỗi đêm, vừa gọi tên ai đó, vừa van xin tha thứ. Trong nỗ lực cuối cùng để trốn chạy, Hùng tìm đến một thầy Pháp nổi tiếng. Ông thầy lặng lẽ nghe Hùng kể lại mọi chuyện, từ ngày anh lừa cô gái đến khi anh mang tất cả tài sản bỏ trốn. Ông thở dài, nhìn Hùng một cách thương hại rồi nói, cậu đã tạo nghiệp rất nặng. Linh hồn cô gái đó đã bị lửa hận đốt cháy, và giờ chỉ có một cách là cậu phải đến tạ tội với gia đình cô ấy. Có lẽ lòng thành thật sự mới làm dịu đi oan khuất của linh hồn đã khuất. Dù rất sợ hãi, Hùng quyết định làm theo lời thầy. Anh tìm đến ngôi làng nơi cô gái từng sống, hy vọng gia đình cô sẽ đồng ý tha thứ. Nhưng khi Hùng vừa bước đến ngôi nhà cũ, anh cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương tràn qua người, và trước mặt anh, bóng dáng cô gái xuất hiện, gần như trong suốt nhưng đầy oán hận. Hùng quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, cầu xin tha thứ, nhưng đôi mắt cô gái vẫn đầy căm phẫn, lặng lẽ nhìn anh. Thân hình cô từ từ tan biến trong màn sương, để lại một câu nói vọng lại. Anh sẽ không bao giờ thoát được. Mãi mãi. Tiếng nói của cô vang lên, đeo bám Hùng đến tận hơi thở cuối cùng, để lại anh trong nỗi ám ảnh và đau đớn, khôn nguôi. Sau khi Hùng trở về từ ngôi làng, anh tưởng mình sẽ có thể sống yên ổn, nhưng mọi thứ dường như còn tệ hại hơn. Những vết bầm tím xuất hiện khắp người không rõ nguyên do, cơn đau ở bụng càng ngày càng dữ dội. Anh không thể ăn uống bình thường, vì mỗi lần đưa thức ăn vào miệng là ngay lập tức phải lao vào nhà vệ sinh, dạ dày quặn thắt đến mức không thể chịu nổi. Đêm đến, Hùng không thể ngủ vì những tiếng khóc, tiếng cào cửa và cả tiếng than thở đau thương của cô gái dội vào tai. Anh nghe tiếng cô gọi tên anh, khi thì ở ngay đầu giường, khi thì ở xa xa trong góc tối, khi lại ngay bên tai, khiến Hùng rùng mình kinh hãi. Một đêm nọ, trong cơn ác mộng, Hùng nhìn thấy chính mình đang đứng trước một ngôi mộ cũ. Xung quanh là những bóng ma lờ mờ. Anh thấy cô gái, gương mặt biến dạng, mắt đẫm máu, tiến về phía anh từng bước.
Hùng hoảng loạn, lùi lại, nhưng đôi chân như bị ai giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cô gái dừng lại, nhìn anh trừng trừng rồi cất giọng khàn khàn, lạnh lẽo. Anh đã lấy đi tất cả của tôi, bây giờ đến lượt tôi lấy lại. Hùng gào thét trong giấc mơ nhưng không ai có thể nghe thấy. Anh cố vẫy vùng nhưng vô ích. Đôi tay của cô gái bỗng trở nên lạnh ngắt, thô ráp như xương, siết chặt lấy cổ anh. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng cảm nhận rõ hơi thở mình dần yếu đi, từng chút một như bị rút cạn sinh khí. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Hùng trong căn phòng bừa bộn, gương mặt méo mó vì sợ hãi, đôi mắt mở to vô hồn, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Không ai hiểu được vì sao anh lại ra đi trong tình trạng đáng sợ như vậy, nhưng những người trong làng đều biết rõ về câu chuyện giữa Hùng và cô gái. Đối với họ, đó là cái giá mà anh phải trả, không gì có thể thay đổi được. Khi gia đình Hùng hay tin anh qua đời trong tình trạng kỳ lạ, họ vội vàng đến nơi tổ chức tang lễ. Nhưng suốt quá trình tang ma, mọi thứ diễn ra không bình thường. Ngay khi quan tài được đặt xuống, mưa lớn ào ào, trút xuống như xóa sạch mọi thứ trên mặt đất. Người dân trong làng bắt đầu bàn tán, cho rằng những dấu hiệu xung quanh là bằng chứng cho lời nguyền mà Hùng phải gánh chịu. Trong lễ tang, mẹ Hùng khóc ngất lên ngất xuống, vừa đau xót, vừa hoang mang vì mọi người đều tránh xa gia đình họ. Ai cũng sợ dính phải thứ gì đó không lành. Có người đồn rằng, đêm trước khi mất, Hùng đã thấy hồn ma của cô gái kia xuất hiện bên giường và cảnh báo rằng anh sẽ không được siêu thoát. Đến khi hạ huyệt, điều kỳ lạ xảy ra. Dây thừng buộc quan tài bị đứt, khiến quan tài nghiêng lệch. Thầy cúng lo lắng nhưng không dám lên tiếng, chỉ thầm cầu nguyện, mong rằng linh hồn anh được yên nghỉ. Sau khi tang lễ kết thúc, cả gia đình vẫn sống trong sợ hãi, đặc biệt là mẹ Hùng. Đêm nào bà cũng mơ thấy con trai mình về, gương mặt biến dạng và đau đớn, đôi mắt không ngừng rỉ máu, nhìn bà bằng ánh mắt ai oán. Người ta nói rằng, oan hồn của cô gái vẫn chưa nguôi cơn giận, và Hùng sẽ không bao giờ được yên nghỉ. Thỉnh thoảng, bà lại nghe tiếng gõ cửa, tiếng gọi tên Hùng trong đêm tối. Và từ đó, gia đình bà sống trong nỗi ám ảnh không dứt. Cuộc sống của gia đình Hùng dần rơi vào cảnh khốn khó. Họ sống lặng lẽ, tránh giao tiếp với người ngoài và cầu nguyện mỗi ngày để hy vọng xóa tan ám khí. Nhưng những lời nguyền năm xưa vẫn còn ám ảnh ngôi làng đó. Không ai dám nhắc lại câu chuyện của Hùng và cô gái xấu số ấy vì sợ rằng họ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả tương tự. Sau cái chết đầy ám ảnh của Hùng, gia đình anh trở nên lặng lẽ và khép kín. Mọi người trong làng xa lánh họ, tin rằng gia đình anh bị quỷ ám. Những đêm tiếp theo, mẹ Hùng thường mơ thấy con trai mình trở về trong hình hài kỳ quái. Gương mặt trắng bệch với đôi mắt đục ngầu, luôn đứng lặng lẽ nơi góc phòng, nhìn bà với ánh mắt lạnh lẽo. Mỗi lần bà gọi tên anh, bóng hình đó lại tan biến vào bóng tối. Sự kiện ấy khiến bà lúc nào cũng chìm trong lo sợ và cảm giác tội lỗi dày vò, chẳng thể ngủ yên. Những năm sau đó, những ai từng biết câu chuyện về Hùng đều tránh nhắc lại. Gia đình Hùng cũng rời khỏi ngôi làng, bỏ lại căn nhà cũ kỹ, luôn lạnh lẽo và tĩnh mịch. Người dân trong làng bảo rằng, ngôi nhà của họ trở thành nơi mà oan hồn của Hùng và cô gái xấu số lang thang. Những người đi ngang qua vào ban đêm, đôi khi nghe thấy tiếng thút thít, ai oán văng vẳng từ trong ngôi nhà đó, khiến ai cũng rùng mình và vội vã rời đi. Cuối cùng, ngôi làng ấy cũng rơi vào quên lãng cùng câu chuyện của Hùng và lời nguyền oan nghiệt. Tuy vậy, những người lớn trong làng thường kể lại câu chuyện ấy cho con cháu như một lời nhắc nhở về nhân quả và sự trả giá đầy đau đớn khi đánh đổi lòng tin và tình cảm con người. Câu chuyện về Hùng và lời nguyền của gia đình cô gái năm nào dần chìm vào quên lãng, nhưng dấu vết của nó vẫn còn đâu đó. Ngôi nhà hoang của Hùng nằm khuất nẻo giữa những bụi cây rậm rạp. Cứ mỗi lần có người đi ngang qua lại, nghe tiếng gió rít qua những vách gỗ mục nát như tiếng than khóc của linh hồn lạc lối. Một đêm khuya, khi trăng lưỡi liềm mờ nhạt soi bóng, một cặp vợ chồng mới chuyển đến làng, vô tình đi ngang qua khu nhà hoang. Bỗng nhiên, họ nghe thấy tiếng chân bước khe khẽ, như có người đang rón rén theo dõi họ từ phía sau. Lúc quay đầu lại, họ giật mình thấy một bóng người, dáng cao gầy, đứng lặng yên dưới gốc cây lớn, đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm vào họ, ánh mắt sắc lạnh. Người chồng vội kéo tay vợ, giục về nhanh. Họ vừa đi vừa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hơn, đến khi họ bước vào nhà và khóa chặt cửa, mới dám thở phào. Nhưng điều kinh hãi là,
Khi người vợ nhìn qua khe cửa sổ, cái bóng ấy vẫn đứng ngoài đường, mắt không rời khỏi căn nhà của họ. Ánh mắt như muốn gửi một lời nhắn gửi, một nỗi oán hận không thể nói thành lời. Từ đó về sau, không chỉ cặp vợ chồng ấy, mà nhiều người khác cũng bắt đầu gặp hiện tượng lạ mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà hoang. Tiếng rên rỉ, tiếng than thở, đôi khi là tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong đêm tối, khiến ai cũng rùng mình sợ hãi. Dân làng tin rằng đó chính là hồn ma của Hùng và cô gái mãi mãi bị trói buộc vào ngôi nhà, chịu đựng sự dày vò giữa cõi âm và cõi dương, mang theo nỗi uất hận không thể nào giải thoát. Khi câu chuyện kết thúc, gió trong rừng vẫn rít lên từng hồi, mang theo những lời thầm thì của núi rừng về những lỗi lầm không thể tha thứ. Hùng đã ra đi trong sự đau đớn khôn cùng, để lại sự tiếc nuối và sợ hãi cho những người chứng kiến. Mỗi hành động, mỗi lỗi lầm như chiếc móc câu móc vào ruột gan của cuộc đời đều có cái giá phải trả. Dưới màn sương đêm, cái chết của Hùng nhắc nhở chúng ta rằng tội lỗi không bao giờ mất đi, nó chỉ đang chờ để trở lại.